Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay, mùng 10 tháng 1 có những tin chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chiều nay, Diễn đàn Dự báo Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012-2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp, các quỹ tài chính quốc tế. Diễn đàn đã nóng lên với những đánh giá, phân tích và tranh luận xung quanh các vấn đề cấp thiết đối với Việt Nam trong tương lai gần, mà cụ thể là dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay 2012 và những tác động từ nền kinh tế thế giới vốn đang khó khăn và đầy biến động. Các dự báo quốc tế hầu như đều có nhận định về triển vọng u ám, thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều của nền kinh tế thế giới trong năm 2012. Tại diễn đàn, các diễn giả cũng đều nhìn nhận Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực này của nền kinh tế thế giới. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá những yếu tố cần thiết để đảm bảo sự ổn định của kinh tế vĩ mô đang yếu. Các giải pháp xử lý trong ngắn hạn chủ yếu là các giải pháp hành chính, vì vậy cơ sở cho tăng trưởng năm 2012 là chưa rõ ràng, đặc biệt là lòng tin của doanh nghiệp. Lòng tin nó có một cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế trong cái điều kiện mà để mà chúng ta đặt ra một mục tiêu ổn định vĩ mô là như là hàng đầu, thì tôi là có một cái đề nghị là phải làm sao đó khôi phục được cái lòng tin. Nhưng muốn khôi phục lòng tin đối với khu vực doanh nghiệp, khu vực nhà nước ấy, thì phải nâng cao được cái hiệu lực của nó. Nhưng hiện nay ấy, tôi thấy rằng là với cái tiền lương hiện nay, với cái cơ chế phân công trách nhiệm hiện nay, với cái ràng buộc trách nhiệm, với lợi ích, với quyền lực hiện nay đó, thì không thể nào mà có được cái hiệu lực và năng lực của cái bộ máy chính quyền đáp ứng được cái yêu cầu hết. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế khó khăn, nhưng theo tiến sĩ Võ Chí Thành, tình hình đã có dấu hiệu cải thiện với tăng trưởng 5,9%, lạm phát giảm dần và xuất khẩu tăng mạnh như chưa từng có trong 5 năm qua. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu này tiếp tục cần sự điều hành linh hoạt và uyển chuyển của các cơ quan quản lý. Trong đó, ông nhấn mạnh tới vai trò của Ngân hàng Nhà nước và của Bộ Tài chính. Trong cái ổn định vĩ mô này, thì cái giỏi ở đây là nghệ thuật, uyển chuyển và điều hành. Thế thì cái uyển chuyển ấy chúng ta đã bắt đầu thấy. Và đây chính là cái cách về thi hành chính sách để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, mà vẫn trong một cái chính sách hết sức chặt chẽ, tôi gọi là cái ống bươm rất chặt chẽ. Thế cái uyển chuyển ấy, bên chính sách tiền tệ thì có uyển chuyển về mục tiêu, uyển chuyển về việc ngân hàng cung ứng tín dụng, uyển chuyển về lĩnh vực mình muốn hỗ trợ. Đối với bên ngân sách thì uyển chuyển về thuế, uyển chuyển về phân bổ cái nguồn lực rất có hạn của ngân sách cho đầu tư. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm. Tuy nhiên, ông Thành cũng nhận định quý 1 chưa thể giải quyết được vấn đề thanh khoản tại các ngân hàng. Việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được cho là cấp bách. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng lạm phát có thể giảm xuống nhưng chưa có cơ sở giảm lãi suất khi mà các ngân hàng thiếu thanh khoản, nợ xấu còn lớn và không thể giải quyết chỉ trong vài tháng. Trong năm 2012 thì doanh nghiệp muốn phát triển để mà coi như là thoát ra khỏi cái vùng tối của mình, để mà coi như là giữ ổn định, coi như là ít nhất để có tiền lương để trả cho cán bộ nhân viên, có tiền để khấu hao, có tiền để mà trang trải các cái nợ nần và ít nhất là phát triển và giữ vững. Nhưng mà nếu như mà coi như là với lãi suất như vậy thì là không thể phát triển được. Với các kịch bản tăng trưởng được dự đoán, các diễn giả đều cho rằng giai đoạn 2012-2015 cần coi tái cơ cấu là nhiệm vụ chính để ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát, nhưng cần có các giải pháp để cứu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Điều đó phụ thuộc nhiều vào sự uyển chuyển trong điều hành của chính phủ. An Giang là một trong 12 tỉnh của cả nước được chính phủ chọn để triển khai đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Hai sản phẩm chiến lược của tỉnh là lúa và cá tra đã được ưu tiên chọn lựa.